Nam Mô A Di Đà Phật. Mình sẽ đọc kinh Tội Phúc Báo Ứng. Nam Mô A Di Đà Phật. Kinh Tội Phúc Báo Ứng. Trong kinh Luân Chuyển Ngũ Đạo, tội phúc báo ứng của Phật nói: một hôm Phật với tỳ kheo 1250 vị theo hầu Ngài từ Ca Di sang chơi Xá Vệ, đến giữa đường ngồi nghỉ gốc cây. Ly câu loại cao lớn thay, quả ngon nặng trĩu, cành này cành kia, quả chín mọng rụng đầy mặt đất, khắp nhân dân ra nhặt về ăn. Ăn vào tỉnh táo tinh thần, trừ hết đói khát bệnh căn sạch lầu. Phật ngồi nghỉ tỳ kheo rảo gót, nhặt quả ăn để lót dạ này. Phật liền bảo Át Nan đây, ta xem muôn vật xa nay ở đời, khắp trong khoảng trên trời dưới đất, chẳng vật gì mà là vật không nhân. Át Nan quỳ bạch ân cần, xin Như Lai dạy mong ân đời đời. Phật liền bảo các người yên lặng, đem loài người ra hãng nói cho. Nói qua đại khái căn do, làm lành được phúc tựa hồ cây đây. Chỉ một hột bé tầy hạt mít, trước trồng nay quả kết không lường. Những người được hưởng ngôi sang, ai trông thấy cũng nể nang yêu vì. Bởi trước kia chăm đi lễ bái, Phật Pháp Tăng sớm tối tôn sùng. Người giàu của cải vô cùng, do trước bố thí lòng không ngại ngần. Người sống lâu trong thân khỏe mạnh, trước giữ tròn giới hạnh trang nghiêm. Phá trai giết hại điều kiêng, nên làm người được bách niên thọ trường. Người phẩm hạnh tín thường hòa nhã, ai thấy là vốn và ai thấy là tôn và kính tôn, đều do đời trước ôn tồn. Lòng thường nhẫn nhục chẳng còn giận ai, người chăm chỉ đêm ngày cố gắng, phúc tuệ tu mà chẳng kiêu căng, chẳng hề sợ hãi nói năng, trước cầu đạo cả đã hằng tinh nghiêm. Người khí phách thích yên ít nói, xét rõ ràng không tội vội vàng chi. Do tu thiền định trước kia, lòng thường yên tĩnh nay thì an nhiên. Người sáng suốt vẹn truyền tuyền mọi pháp, nghĩ cao siêu hiểu khắp rõ ràng, dạy cho khắp cả thế gian, bao nhiêu mê hoặc phá tan sạch lầu, ai nghe nói quay đầu theo cả, do trước tu bát nhã đúc thành. Kêu đèn trí tuệ quang minh, giúp người sáng suốt nay sinh vẹn toàn. Những người được tiếng vang trong trẻo, nói ai nghe cũng hiểu cũng vui, do công tu đã bao đời, người khen tam bảo khuyên người khác tu. Người sạch sẽ thơm tho xinh đẹp, suốt đời không bị mệt nhọc chi, ai trông thấy cũng yêu vì, do bao công đức trước kia tu hành. Thấy ai khổ nghĩ tình thương xót, đủ trăm phương cứu vớt cho qua, nên nay tật ách lánh xa. Nhân nào quả ấy hiện ra đúng kỳ, Át Nan lại sụp quỳ xuống lạy, xin mở lòng dạy cách từ bi. Phật rằng ta hãy tạm chia, từ bi có bốn người nghe cho rành. Một là yêu mến chúng sinh, khác nào như thể mẹ lành yêu con. Hai, nếu thấy chúng còn đau khổ, đem lòng thương ra nhổ gốc đi, cho bao loài trước ngu si, qua thành sầu não đều về cảnh vui. Ba, nhân thức nên coi hết thảy, thì dù sao lòng ấy vẫn vui. Bốn là nhớ giúp muôn loài, hết thảy chẳng phạm của ai chút gì. Phật lại bảo nên ghi đây nữa: người thân cao là cớ vì đâu, với ai trước cũng kính yêu, nên nay mới được mọi điều xứng tâm. Còn những kẻ ngu thân thấp bé, bởi trước kia khinh rẻ người ta. Những người xấu xí như ma, bởi trước đây giận thực là không sai. Người khờ vụng ngô ngay ngốc nghếch, bởi trước kia không thích học hành. Những người bị thịt bành bành, quanh đời ngu xuẩn chẳng thành sự chi, bởi trước kia nghe được lẽ phải,
không hề đem dạy lại cho ai. Những người câm ngọng xưa nay bởi xưa hóng hớt chê bai mọi người. Những người bị điếc lòi mù tịt bởi trước kia chẳng biết nghe kinh. Những người tôi tớ bị khinh bởi xưa vỡ nợ nay đành đền công. Những người bị long đong hèn hạ tam bảo xưa mình đã thờ ơ. Những người đen xấu bây giờ che ánh sáng Phật tự xưa tại mình. Giống trần tục bị sinh vào đó vì đời xưa vứt bỏ cả xa. Coi chùa như thể tại gia, nô đùa nhảm nhí nay đà cực thân. Người sinh họa loại giống trâu ngựa đó, bởi lên chùa quốc nọ nhông nhông. Người sinh vào họ siêu hông, vì trước bố thí trong lòng xót xa. Những loài nay thân là hiêu thỏ, bởi xưa nay sừng sộ dọa người. Người xưa đùa cợt suốt đời, nay làm ong bướm cùng loài dâm ô. Những người nay mang bồ chốc lờ, chẳng thuốc nào cứu chữa cho qua. Bởi đời trước đã gây ra, đánh chúng sinh chẳng hỏi là tại sao. Người ai thấy cũng yêu cũng nể, bởi thấy người vui vẻ xưa kia. Nhưng người ai thấy chán phè, bởi trước mình thấy ai thì cũng chê. Những người bị giam nơi lao ngục, gông kẹp cùng trói buộc ngày đêm. Bởi đời trước đã gây nên, giam giết trói buộc hàng ngày chúng sinh. Bao tự do mình đành giận giật hết, chim trong lòng chúng biết kêu ai. Những người môi xuất hiện nay, bởi trước câu cá báo ngay rành rành. Như Lai lại đinh ninh dặn lại rằng những người nghe thấy điều hay, lòng hờ hững chẳng đề tai, lắc đầu lẻ lưỡi người ngoài rối tâm, gây nên sự chờ ngăn người khác, chẳng cho ai học pháp nghe kinh. Đời sau vào kiếp chúng sinh, làm chó điên dại cắn quanh suốt đời. Ai nghe được lời hay pháp quý, chẳng đem lòng suy nghĩ theo tu. Sau sinh làm kiếp ngựa lừa, trùng tai nghe khuất bây giờ ngu si. Người tham sẻn có ăn gì cả, chẳng cho người đói là cùng ăn. Sau làm ma đói khó khăn, được làm người lại cơ hàn cực thân. Miếng ăn chẳng sờ lần đâu được, áo mặc thường rách mướp mùng tơi. Những người sướng miệng suốt đời, thức gì khó nhá cho người khác ăn. Sau làm lợn ngu si, ngu đần ụt ịt, hoặc nhặng rồi ăn hít bẩn dơ. Những người tính thích vét vơ, không ai cho cũng lấy bừa cuốn đi. Sau bị đọa làm dê khổ sở, lột da tươi đền nợ trả khiêm. Những người hay sát sinh thì sau sinh làm những kiếp vi trùng thường. Thân vất vả nghĩ càng đau dạ, vừa sinh ra lại đã chết rồi. Những người trộm cắp suốt đời, chăm chăm rình trực của người cuỗm đi. Sau làm kiếp trâu kia ngựa nọ, cùng con đòi đứa ở cực thân, trả sọ cho sạch hết nợ nần. Nếu còn vướng vít phong trần vãng vẫn mang. Những người thích đâm hoang sắc dục, vợ con người làm đục giá trong ngục sau không tránh khỏi vòng bản trong giường sắt cột đồng nướng thân. Một mình chịu muôn phần khốc liệt, lúc sinh ra làm kiếp vịt gà. Những người hay nói điêu ta, thấy ai có lỗi đem ra phơi bày. Sau chết phải đọa đầy trong ngục, nước đồng sôi đem múc đổ mồm. Lưỡi căng ra đỏ lòm lòm, rát trâu cày nát khổ còn gì hơn. Hết nạn đó ra làm chim sẻ, cùng những loài xấu xí dâm ô. Hơi kêu tiếng nhỏ tiếng to, ai ai cũng muốn rủa cho hết liền. Người bạn với ma men trẻ rượu, ba băm sau điều lỗi tạo lên kia. Sau xa vào ngục nô lê, đêm ngày mình những đầm đìa bẩn nhơ. Hết hạn đó sinh ra loài vật, giống mặt người coi rất sợ kinh. Khi làm người lại hóa thành ngu si đần độn người khinh tựa bèo. Vợ chồng cũng chẳng yêu chẳng kính. Trong nhà thường đánh đấm lẫn nhau, sinh ra ly dị thảm sầu. Sau làm chim ngói vùi đầu dâm ô, kẻ tham sức
người cho mình đỡ, sau sinh làm voi ngựa đền công, nhưng Như Lai dặn Thủy Chung làm quan bóc lột ăn không của người, dân vô tội đem roi đánh đập, trói đem đi giam chấp khảo tra, hơi điều gì ý chẳng vừa, gông cùm treo kẹp lòng đà nhơn nhơn, người bị khổ kêu van hết chỗ, sau chết vào ngục khổ khôn cùng, chịu muôn ức kiếp khi xong, ra làm trâu kéo mũi thông dây dòng, kéo xe gỗ long đong vất vả, roi gậy thường đền trả nợ xưa, Như Lai lại bảo hiện giờ, những người xấu bẩn như ma ngu đần, trước làm lợn thường ăn bẩn thỉu, nay làm người chẳng chịu xét suy, những người bùn xỉn ngu si, chẳng biết tắm rửa mình y châu rừng, bởi đời trước đã từng làm chó, nay làm người còn có hiểu chi, những người hiểm ác gớm ghê. Trước làm rắn độc còn gì thiện tâm, những người thích chụp năm túm bảy, bàn ăn ngon giết hại sinh linh, không hề còn chút căn lành, lợn nòi chó sói nay sinh làm người, những người sống chẳng mấy hơi, hoặc trong thai đã ngạt hơi chết rồi, cũng những kẻ được 10 ngày chết, đọa ba đường muôn kiếp khổ đau, Như Lai lòng những rầu rầu, thương thay bao kẻ bấy lâu đọa đầy, bị chua xót muôn đời nghìn kiếp, kỳ hạn ra chưa biết bao giờ, đều do nghiệp tạo từ xưa, lưới trải săn bắn vó lở cung tên. Đốt rừng núi cháy liền cả vùng, phá tổ và đập trứng non kia, giết bao loài ấy thịt bỉ, ăn cùng buôn bán khác gì ác duyên. Nghiệp đã gây phải đền cho hết, nên đời này phải chết non luôn. Bây giờ Phật lại ôn tồn, bao người làm phúc chớ còn ngại chi. Mình làm lấy đừng thuê người hộ, mượn người ăn mình có no không. Vậy nên giữ vẹn thủy chung, bao nhiêu công đức dốc lòng làm ngay. Chuyên một lòng ăn chay giữ giới, hương hoa dâng sớm tối tu hành, lạy quỳ trì chú tụng kinh, đèn hương rực rỡ quang minh liền liền. Phật lại nói tiếp thêm bài kệ, bậc hiền nay bố thí chúng sinh, thiên thần khen ngợi nước danh, trước cho ra một nay thành gấp muôn. Được yên vui tuổi còn sống mãi, nếu ai nay làm đạo thì thời, phúc sau muôn kiếp khôn vời, ngôi thành Phật đó tới nơi dễ dàng. Độ khắp cả thế gian giải thoát, dễ còn ai hơn được nữa đâu, nhân duyên gom góp lúc đầu, giữ tròn năm giới mười điều thiện kia, giữ sạch tham sân si làm trước, coi muôn loài chẳng khác chi nhau, cõi trần biết chẳng bền lâu, vòng quanh năm ngả khác nào xe quay, nên kíp phải ra tay thu xếp, lánh cõi trần cách biệt ngày đi, ngày đêm khuya sớm tụ trì, tụng kinh giữ giới làm bè vượt qua, trời đất hoại nữa là thân giả, có chi mà tranh nã tranh nhân. Như Lai lại bảo Át Nan, người đời mắt thịt còn bàn nói chi, đối tội phúc không hề biết lý, nay ta sẽ đem mắt trí tuệ xem, vô lượng kiếp đến đường kim, rõ ràng tội phúc như in rành rành. Sự báo ứng phân minh sau trước, tựa minh châu trong suốt cầm tay, rõ ràng chẳng thiếu mảy may, như gương soi vật bóng đầy cả trong, Át Nan lại trong thong dong quỳ lạy, bạch Phật kinh này lấy tên chi, Phật rằng nếu đặt tên thì tội phúc báo ứng quanh đi năm đường, nếu có ai tiên dương phúng tụng, công đức này thực đúng vô biên, được hầu nghìn Phật kiếp hiền, cúng dường phụng sự ngày đêm chuyên cần. Giới định tuệ muôn phần trọn vẹn, chốn tam đồ bát nạn đều không, kinh này khi Phật nói xong, tất cả đại chúng đều cùng mừng vui, lòng ai nấy chẳng lui chẳng chuyển, đạo Bồ đề chứng hiện tại ngay, mừng nào lại qua mừng này, làm lễ nhiễu Phật xong quay ra về.